Hello cả nhà, hello. Welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Ý. Hôm nay đề tài là Costco on sale đại hạ giá những quần áo và mặt hàng mà em sẽ làm review real quick, thiệt là lẹ làng, ngắn gọn dễ hiểu cho anh em. Bà con nào ở Arlington khu vực 76014 thì nhanh tay, lẻ tay thì còn mà chập tay thì hết nha. Quần áo 6 đồng 97 cent. Em chỉ quay sơ những cái quần áo trong khu vực của Costco này nè em ở đó. Hôm nay vô thấy quá rẻ, thật sự là quá rẻ. Đại đa số là đồ của nữ nha. 2 đồng 97 đây nè, 6 đồng 97. Em nghĩ cái này gọi là dưới cái 50% luôn á, em nghĩ 75% off rồi đó. Anh em có nghĩ là 2 đồng 99 mà còn được cái bộ đồ, còn cái quần này không, hoặc là cái áo này. Giá này em nghĩ nó gọi là đại hạ giá luôn rồi. Thành thử nếu ai ở khu vực này đó thì nhanh tay lên nha quý vị. Nhưng lấy đây full on short nè, 2 đồng 97. Em nghĩ 2 đồng 97 cộng với cái thời điểm mà đồng tiền mất giá này, em nghĩ là nó quá là rẻ luôn đó. Arlington 76014 nha không. Em chỉ nhắc lại một lần nữa, lẻ tay thì còn mà chậm tay thì hết. Bà con chú bác anh chị em nào ở khu vực ở Arlington đó thì thiệt là lẹ chạy vô. Em nghĩ cái này em mới quay buổi chiều nay, đó là ngày 1 tây tháng 10, thì ngày mai đó là 2 tây mà anh chị em nào chạy vô. Còn em quay tới quay lui ở khu vực này, em rảo tới rảo lui chờ người ta mới đem đồ ra người ta chất đó. Như cái Lady Spring Short này nè, 4 đồng 97, em nghĩ đó là rẻ nhất rồi, rất là rẻ. Thời buổi này mà còn 4 đồng một cái quần là em nghĩ không nghĩ đi đâu kiếm khó đâu. Mà đồ Costco chất lượng khá là ok chứ không có tệ đâu. Em cái review thiệt là lẹ, nhưng mà chị anh chị em nào nếu mà phụ nữ đó nhìn vô là biết cái giá của nó quá tuyệt vời rồi. Em chỉ quay như cái quần này thì 6 đồng 97, 6 đồng 97 là không còn đi đâu kiếm được nữa hết, thật sự. Sở dĩ em quay tới quay lui đó là tại vì em make sure cho cái giá nó chính xác. Thứ hai nữa, cho chị em cô bác nào đó nhìn thấy được cái mặt hàng mà mình muốn. Lady full on short, cái quần hồi nãy đó 3 đồng bạc. Em nghĩ nói chứ xin lỗi, lấy về không mặc cũng lời nữa, thật sự mà nói. Ai mà lấy về mặc thì quá tốt rồi, mà nó so với cái giá giải không là hết 2 đồng nữa đó. Em nói thiệt với mấy anh mấy chị, thành thử cái video này chia sẻ ai ở cộng đồng vòng vòng đây nè, bà con mình cứ nhớ đâu lẹ chạy vô, sáng mai chạy vô bảo đảm còn đó. Em review cái Costco Arlington 76014 đó cho anh chị em nào mà ở gần thì vô lấy. Em quay đây nãy giờ đại đa số là đồ nữ nhiều, đồ năm một hoặc hai cái thì em thấy nhỏ thôi, đại đa số là đồ nữ. Nhưng mà vô mình không lấy được cái này lấy cái khác, nhưng mà chị em mình cứ coi đi, em nghĩ là giá rất là nhẹ nhàng. Khi mà anh chị em nào mà vô coi được cái clip này thì vẫn còn rẻ đó, giá vẫn còn rẻ. Nhưng mà em hy vọng là chạy lẹ vô lấy mới còn, chứ tại cộng đồng khác người ta cũng lẹ lắm. Khi mà vừa lên người ta phổ biến, người ta nhắn tin, thời buổi giờ cái điện thoại nó lợi hại là người ta nhắn với người ta text á, 30 second là bên kia người ta nhận được là người ta chạy ra rồi. Thì em cũng biết điều đó, còn cái này em làm, em dùng cái YouTube của em để em phổ biến lên cho chị em nào coi. Em nghĩ nếu người ta sale thì cũng sale đại trà đó. Costco ở Burleson, ở Hillen Mall, tất cả vòng vòng đều có hết á. Chứ cứ trừ khi cái Costco Business thì nó khác chút. Nhưng mà giá này em thấy là quá đẹp rồi, không có đi đâu kiếm nữa đâu. Quần áo gì mà có 6 đồng 97, 9 đồng 97, 12 đồng 97. Ý em nói ở đây đó là bà con cô bác nào mà đã từng mặc đồ hoặc là đi Costco, nhìn cái giá này là một thấy bằng ngàn lời nói rồi, thấy là biết nó quá đẹp rồi. Chứ giờ em nói thì em cũng không biết nói nó rẻ như cỡ nào. Nhưng mà em dư sức anh chị em nào ở đây đó, người ta biết được cái giá của nó rất là nhẹ nhàng, rất là rẻ. Cái quan trọng là mình có kiếm được cái size nào mà vừa với cái
dựa với cái cơ thể mình để mình mặc. Thì em cũng có thể quay trước, quay lui, quay tới, quay lui một vài cái mặt hàng nó đều giống nhau là để cho bà con cô bác mình coi, nhưng mà cái quan trọng là em chỉ có thông báo lên thôi, rồi anh chị em mình chạy vô đó mình tự quyết định. Chạy vô mình thấy cái bộ cái quần áo nào hoặc là cái đầm cái skirt nào đó mà vừa mình đó là mình chọn thôi. Nhưng mà giá dưới 10 đồng là em bảo đảm nó quá nhẹ nhàng rồi, quá hữu nghị rồi đó. Gọi là giá hữu nghị. Ok, review cho bà con coi, chia sẻ. Giống như em nói trong quá khứ là em thấy Costco mà on sale những mặt hàng nào thì em cố gắng làm những cái clip mà em post lên cho bà con coi. Chỉ sợ là bà con khi coi rồi nó đã trễ rồi. Còn nếu mà coi bữa nay đó, em đang nói bữa nay là một tay, ngày mai hai tay là em bảo đảm sẽ còn. Anh chị em coi 4 đồng 97, 4 đồng 97, 6 đồng 97, 4 đồng 97 mà bây giờ còn là thôi thua rồi. Gọi là quần short của người lady đó, lady short đó, mà có 4 đồng 97 đó, chưa tới 5 bạc, cộng thế nó ngoài 5 đồng thì em nghĩ đó là giá rất là nhẹ nhàng. Bà con cô bác nào cần cho mùa hè đó, em nghĩ đợt này là người ta đổ ra hết cho mùa hè hết đó. Sửa sạc mùa đông rồi, sở dĩ người ta ấy là người ta đổ ra hết tất cả những hàng mà tồn kho của mùa hè trước khi người ta trưng bày đồ mùa đông á. Thì cái này nó phải chắc chắn là người ta muốn bán cho nó hết đi rồi người ta mới lấy lại cái đồ mùa đông người ta đổ ra, người ta chất ra. Thành thử sở dĩ giá nó rẻ là như vậy, phải đại on sale đó. Ok, khuyến khích bà con mình vô coi, nếu thích thì lấy một vài bộ, một vài cái, còn không thích thì mình cũng trải nghiệm được hoặc chia sẻ cái đó cho bà con chú bác của mình, thân nhân mình vô lấy những cái quần áo mà mình cần thiết thật sự cho mùa hè. Còn đồ mùa đông thì chưa đâu, cái đợt đồ mùa hè này đi hết là mùa đông nó ra đó. Bà con coi như cái này là 16 đồng bớt 4 đồng, 13 đồng bớt 4 đồng, em nghĩ đó là tuyệt vời rồi, không còn đi đâu kiếm nữa được hết. Đồ Costco ok, không tệ lắm như Walmart đâu, nhưng mà em nghĩ là đồ Costco nó cũng có chất lượng khá, không tốt 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 nhưng mà khá, là bảo đảm là khá rồi. Như cái quần này, cái áo này là sale nhiêu vô slip ok, cái áo ngủ này mà nó bớt được tới 5 đồng 6 đồng thì em nghĩ quá ok rồi đó. Bà con mình nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nha. Em nhắc lại một lần nữa, làm ơn chạy vô sớm sớm, càng sớm càng tốt. Nhưng mà khi bà con coi cái post gì đó thì em nghĩ là chắc chắn là phải chạy rồi. Em không nghĩ không chạy không được đâu, tại vì nó quá rẻ. Nó quá rẻ luôn, nó quá ok luôn đó. Nhưng mà hy vọng là nó còn nhiều size cho bà con cô bác mình. Hy vọng. Nhưng mà lẻ thì nó sẽ còn. Đó, như em cũng có lấy một cái quần của lady đây nè, nó gọi là Adidas, cái quần mà gọi là bó để tập thể dục đó, giá của nó có 9 đồng 99 thôi, quá đẹp luôn. Cái quần của phụ nữ mà đi workout đó, quần bó đó chứ, Adidas hiệu đàng hoàng đó, Adidas, trời ơi, 9 đồng 99, cái quần này không đi đâu kiếm được đâu, nó còn rẻ hơn ở Ross nữa anh em. Cross là đại hạ giá, mà đồ đó là đồ dở rồi đó, mà ở đây nó còn rẻ hơn nữa. 9 đồng 99, 9 đồng 97 nữa nè, trời ơi, 12 đồng 97, 6 đồng 97, rất là nhộn nhịp. Bà con cô bác mình vô đây ta lấy ào ạt lắm. Còn ai muốn ăn bánh kem trong ly đó thì được 2 đồng ớt. Em cũng hay ăn cái này lắm, nói xin lỗi ăn lấy cái ly đi để uống rượu chát, đâu uống lại, uống cái gì đâu uống. Nhưng mà cái ly này, cái ly không em nghĩ cũng được mấy chục sen rồi, được 2 đồng ớt đó. Thỉnh thoảng em có ăn mà cái bánh này ăn được lắm. Ok, còn cái này gà nha, gà này tới fresh fire drumstick, còn cái này đâu phải, cái này được tới 3 đồng ớt nha, đúng rồi, cái này gà mà. Bơ hồi nãy là gà rồi tới bơ, trái bơ này cũng được on sale luôn nè, như em thấy là 4 đồng 99 á, 4 đồng 99,
giá chính thức của nó là 9.99 đó, original nó 6 trái. 6 trái mà có 5 đồng. Thì tuyệt vời. Ok, còn cái này thì sắp tới mùa Noel rồi. Trong quá khứ em cũng có mua một anh như vậy nè, anh người tuyết này nè. Những cái đèn thì cái này em chỉ nhắc anh em nào mà thích chơi Noel đó thì vào Costco lấy đi, tại vì rất là lẹ sẽ hết, tại vì nhiều người chơi và họ mua lắm. Ok, em xin chào, hẹn quý vị lại clip kế tiếp nhau. Bye bye.